gì mà FC cải thảo đấy. Thank you Susu. Cảm ơn Happy. Thank you gia đình nhà mình. Cảm ơn vợ yêu. Sợ ma và Ngân. Từ ngày anh gặp được em, mỹ nhân ở trên trần gian ngã ngủ, bao lầm than khốn khổ vì giữa tình tan đã cũ, gặp nhau là thiên duyên tiền đặt đã làm hai ta vẫn vương. Nàng thiên tàng biết ca biết làm tiếng ta chấn thương, vì chốc thương chốc nhớ nên muốn theo nàng mãi về. Cảm ơn vợ yêu yêu Ngân mèo. Nhau dẫu mấy sâu có vô nàng mỹ nữ sắc hoa gọi mời, thì nàng ơi ta sẽ luôn ở bên em trọn đời. Bên đặt villa, bên đặt villa. Thôi anh mở lời đi. Anh mở lời đi anh. Câu chuyện thì nói chung là câu chuyện ngày hôm qua. Câu chuyện giữa mình với cả Lộc Phụ Hồ. Thì đây, Hải là người chứng kiến. Thì đầu tiên là như này. Cách đây cũng lâu rồi, cũng 2 tháng rồi. Thì có chuyện gì xảy ra thì chắc mọi người cũng biết rồi đúng không ạ? Thì lúc đó thầy Lộc, Lộc Hồ cũng có những cái comment và những cái báo đưa tin về mình. Và lúc đó mình với Lộc Hồ là đang là bạn bè ở trên TikTok. Thì lúc đó comment gây toxic với mình thì mình không thích, mình hủy follow, có thế thôi. Nói thẳng luôn là mình không thích thì mình hủy follow. Không còn thiện cảm với nhau nữa thì hủy follow, không chơi với nhau nữa. Thì hủy thì là mình chả có nhắc đến gì ai cả. Mình không nên nhắc đến phun Lộc Hồ. Thì Lộc Phù Hồ cho đó là cái hành động là thiếu tôn trọng. Và từ đó và ngày về mấy ngày ngày gần đây thì Lộc Phù Hồ cũng có lôi mình ra nói. Thì mình cũng không nói gì, mình cũng kệ, mình không nói gì cả. Bởi đấy chỉ là những cái trò chơi PK thôi. Nhưng mà cho mình hỏi mọi người một câu như này. Mình không biết là thế Lộc Phù Hồ bảo là cái câu mõm theo mọi người là theo thầy Lộc thì đấy là cái gì nhỉ? Lộc Phù Hồ nói là cái gì nhỉ Hải nhỉ? Em không để ý như là cái gì? Cái gì nhỉ? Cái tiếng từ địa phương. Ừ. Cái từ địa phương cho mình hỏi các bạn là từ địa phương ở chỗ Lộc, thầy Lộc thuộc Phụ Hồ đấy, gọi là thầy Lộc Phụ Hồ. Từ địa phương cái mồm gọi là cái mõm mà mọi người. Đúng không? Phải ở đấy là cái mồm gọi là cái mõm không? Cũng có khả năng là như vậy. Nước. Cái mõm. Cái mõm là cái mồm à. Ở đấy từ địa phương cái mõm là cái mồm đúng không? Và hai nữa là thầy Lộc Phù Hồ bảo mình là không có văn hóa. Nhắn tin chửi thầy Lộc. Thì mình xin hỏi đó là cái tin nhắn nào? Đó là tin nhắn mình nhắn tin cho Hải. Mình muốn xin địa chỉ và số điện thoại để mình nói chuyện. Như gọi không nghe và nhắn tin, mình cũng nhắn tin rất là ngoà, cũng không trả lời. Thì show tin nhắn của mình lên, show tin nhắn của Hải lên, và show tin nhắn cá nhân của mình và Hải lên để nói. Xong rồi khi show tin nhắn của mình thì bị hiện số điện thoại cá nhân của mình, thì sập like. Thì hai vợ chồng nhà thầy Lộc thì bảo mình là cái gì? Tố cáo à? Đúng không? Bảo mình là tiểu nhân. Và thầy Lộc cũng nói là thầy Lộc lên trên mạng xã hội cũng được vài năm rồi. Được vài năm rồi mà vì sao cơ chế của mạng xã hội cũng không biết. Xong bảo mình là tiểu nhân. Thì mình tự hỏi là khi đã có thầy Lộc bảo mình phải tôn trọng thầy Lộc. Thì trước tiên phải hỏi lại là đã tôn trọng mình chưa mà để mình phải hỏi tôn trọng. Đấy là mình nói thẳng luôn. Tính mình là như thế. Không tôn trọng mình không tôn trọng lại. Thế thôi. Còn câu chuyện như nào? Thì đây có thằng Hải đây, nó là người biết và nó đứng giữa. Thì
mày nói cho mọi người biết. Còn anh thì muốn nghĩ sao cũng được. Và cũng chỉ nói một lần ngày hôm nay thôi. Sâu thông tin cá nhân của mình. Rồi, Đúng rồi. rồi xong chưa? Bây giờ nhá, Rồi thì mày nói đi. xin chào bao nhiêu? Hơn 16.000 người gia đình của anh Đạt đang bên đấy và thì mình là Vũ Quốc Hải. Thì mình cũng chơi với cả anh Lộc và anh Đạt. Thì nói chung là trước mắt thì cái câu chuyện vào đây thì nói chung là mình cũng nói chung là em cũng gửi lời xin lỗi anh Đạt trước. Bởi vì thực sự thì anh Đạt ấy thì cũng có nhắn tin gửi một cái video mà fan cắt ra kiểu là không biết là có khi anh Đạt hay không, nhưng mà anh Đạt bực thì anh Đạt có nhắn tin cho em một câu là DM cho anh xin địa chỉ con chó này. Thì có nghĩa là anh em mình đã chơi với nhau ấy, thì em hiểu là anh nói chuyện với em là trong phương diện là bực tức thì có thể là sưng tục ra giống như em là hải lấu lều có thứ đấy. Thế thì thực ra thì trong cá nhân của em thì em nghĩ là cái đấy là không phải chửi anh Lộc đó, bởi vì là DM bực quá. Thì nói chung là hôm đấy thì em chơi với cả anh và anh Lộc, anh với anh Lộc thì bằng tuổi nhau, thì anh cũng biết là em chơi với anh Lộc thì anh có hỏi địa chỉ đúng không, thì em cũng có gọi điện anh Lộc, em bảo là em gọi điện nhưng mà anh Lộc không nghe. Anh Lộc bảo là ủa sao vậy em, thì em không suy nghĩ gì nhiều, em chụp luôn tin nhắn mà anh hỏi địa chỉ anh Lộc qua. Xong em cũng có nói chuyện là anh chọc gì anh Đạt vậy mà để ông cọc vậy đấy. Thì anh Lộc bảo là anh có chọc gì đâu em, thì em cũng không không suy nghĩ gì nhiều, thì em có bảo là anh Đạt xin địa chỉ nha, nhưng mà em cũng không nhớ đấy. Xong câu chuyện đó thì mình cũng nghĩ là mình nói xong rồi, thì mình cũng không nghĩ là anh Lộc lại đưa cái tin nhắn của mình lên lên trên TikTok, và mình không nghĩ là anh Lộc là sẽ có cái chủ đích là như vậy đâu. Theo quan điểm cá nhân của em, anh Đạt nghe nhá, là anh Lộc kiểu là khi nghe được cái thông tin như vậy ấy là đang kiểu là hiểu lầm ấy. Giống như kiểu là đang nghĩ là anh Đạt đang chửi anh Lộc, nhưng mà thực ra là em phân tích cho mọi người nghe là mọi người là đang chồng hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, nó sinh ra mâu thuẫn đó. Với thứ hai ấy, là anh Lộc ấy, nếu mà anh Lộc mà bình tĩnh một tí ấy, anh Lộc có thể show cái tin nhắn anh Đạt nhắn tin ra, nhưng mà mình tinh tế một tí thì mình có thể là mình che luôn cái số điện thoại một tí, che 4 số luôn thôi là được, thì thay vì đó là anh Đạt sẽ không bị spam like. Rồi thứ ba là em phân tích cho anh Đạt và cả anh Lộc có xem like và tất cả mọi người xem like như này. Không, nhưng mà Đạt bây giờ anh hỏi Hải trước đi, anh hỏi rồi Hải trước trước rồi khi anh nhắn tin cho em đúng không? Trước khi rồi anh nhắn tin cho em và nhắn tin cho Lộc, anh có bao giờ nhắc đến Lộc không? Chắc chưa bao giờ anh nhắc đến Lộc cả. Thế sao cứ réo tên anh lên rồi nói là không thích drama. Cho anh lên trên mạng thì nói là cho địa chỉ, xong đến lúc anh bảo là anh muốn gặp thì lại bảo là không gặp anh, bảo không thích drama không gặp anh. Thì không thích drama thì réo tên anh lên làm gì, dơ anh ra để làm gì, cái vấn đề mà em đúng nói không? này. Rồi ok, cái vấn đề mà anh với anh Lộc ấy có xung đột với nhau thì em cũng không có, thứ nhất em không có liên quan và thứ hai là em không bênh ai cả, bởi vì thực ra em là người đứng ngoài thì em đều nhìn thấy là anh và anh Lộc ai cũng có một cái sai của mình hết. Anh muốn nghe cái sai không? Cái sai của anh ấy, anh nóng tính quá, đôi khi mình cái lời nói của mình ấy Không, không kiềm chế em được. ơi, anh nói anh nói với em như này, Rồi ok, rồi anh anh nói nhận anh là nói anh anh nóng nói tính, ừ. nhưng cái vấn đề này, họ không tôn trọng mình thì chẳng có cái cớ gì mình phải tôn trọng họ cả. Đúng không? Rồi, coi đấy Như anh như nói. em đi chẳng Coi. hạn, như em đi chẳng hạn, ok. Cái phương diện nhá, nó à, đấy là một cái câu nói, đấy là một câu nói mà của địa phương đúng không? Cái mồm ở đấy gọi là cái mõm. Đúng không? Đấy là câu nói địa phương, nhưng mình không biết là ở đấy cái mồm hay là cái gọi là cái mõm thì mình không biết. Nhưng với bọn mình, cái mõm chỉ dùng cho con chó thôi. Được chưa? Rồi, Thì ok. bảo nó là cái Thì mõm. rồi Thì ok, chính vì như bây vậy. giờ anh Rồi. cũng khi anh nhắn tin cho nó, anh cũng không bao giờ, anh cũng chưa bao giờ chửi nhá. Anh cũng vẫn chỉ là nhắn tin cho em thôi để anh hỏi thôi. Thế không, nó bảo là nhắn tin chửi nó. Cái tin nhắn mình nhắn tin mình chửi nó đâu? Và hai nữa, trước đây mình chưa bao giờ mình nhắc đến cả. Mình không bao giờ mình nhắc đến. Rồi, Có một cái ok, video công nhận là em. ngày trước lúc ngày xưa thì có một cái video là anh làm, có làm về thể lực. Nên là vì sao nhá? Nói đến anh không nói lại. Nói đến anh kệ anh không nói. Nhưng mà nó đi quá xa. Nó đi quá xa, đi quá xa ở chỗ nào? Cái mồm gọi là cái mõm là thứ nhất. Thứ hai nữa là không phải một lần mà rất nhiều lần. Nên anh mới hỏi em và anh cũng đã hỏi em, anh cũng hỏi thẳng Lộc luôn là có ý gì và như thế nào. Đúng không? Đây anh hỏi thẳng luôn chứ anh không thích lên mạng xã hội.
Anh không thích mà phải lên mạng xã hội ông cho nhau địa chỉ các thứ. Thích thì xuống dưới. Được chưa? Đúng không nào? Rồi. Thế vì sao Thôi. cứ phải lên mạng xã hội réo tên anh lên để làm gì? Anh có làm gì không? Hay anh có mấy cả hai nói thẳng luôn là công việc của anh và công việc của Lộc không liên quan gì đến nhau cả. Thì vì sao cứ phải lôi anh lên để làm gì? Đúng không? Mà khi lôi anh lên quá nhiều thì anh bức xúc, anh mới hỏi em. Đúng không? Và anh gọi cũng không nghe, anh nhắn tin cũng không trả lời. Thì nó là như nào? Đến mãi ngày hôm qua thì em mới tạo nhóm. Đúng không? Để nói chuyện. Thì anh hỏi vì sao làm như thế? Anh hỏi vì sao làm như thế thì cứ quanh co, cơ bản là sao mày chửi? Thì ông sao không tự hỏi là vì sao mà tôi nhắn tin cho ông Hải như thế? Bởi vì trước đây ông đã làm như thế với tôi rồi. Ông đòi tôi phải phải tôn trọng ông thì vì sao ông không tôn trọng tôi trước? Đúng không? Bây giờ mình tự hỏi các bạn. Anh cũng hỏi Hải luôn. Là nếu như anh không làm đúng, anh không tôn trọng em thì em có tôn trọng anh không? Rồi bây giờ nhé, Thì nghỉ cái phần chơi thì unfriend thì hủy kết bạn đỡ phải chơi với nhau. Đúng không? Chứ bây giờ không tôn trọng người ta bắt người ta phải tôn trọng mình. Đã khổ là bố người ta không bằng khiếp. Đúng không? Làm gì có rồi chuyện đấy? có cái chuyện em nói này, khi mà hôm hôm đó anh có hỏi em, anh hỏi trên địa chỉ nhà anh Lộc đúng không, em cũng có nói là Đúng. em không có nhớ địa chỉ, và em cũng có gửi video cho anh luôn mà anh tìm hiểu xem cái địa chỉ nhà anh Lộc, và em cũng có gửi số điện thoại luôn. Và lúc đó thì em cũng chỉ suy nghĩ là anh đã gọi cho anh Lộc phải giải quyết rồi đó, và em cũng không có nghĩ nhiều, tại vì em không có nghĩ nhiều là anh Lộc sẽ đưa cái tin nhắn của em và anh, tại vì là em cũng nghĩ là chắc hai người trêu nhau thôi. Bản thân em này, em nghĩ là anh Lộc đang trêu em thôi, nhưng mà em không nghĩ đến hôm qua anh Lộc lên đấy, anh Lộc anh lên mà anh đưa luôn cả tin nhắn của em và anh lên, xong lại còn đưa cả sâu số điện thoại nữa, thì em cũng nói em nhắn tin thẳng anh Lộc luôn, anh Lộc như vậy là anh Lộc không tôn trọng em. Em nói thẳng, em nói thật luôn, tự nhiên là bây Thế giờ không tôn em trọng người khác, muốn người khác tôn trọng mình thì làm gì có chuyện đó, đấy. và em đang, đang em có nói chuyện với anh Lộc bảo là anh Lộc thì anh Lộc lại có một cái lý của anh Lộc là anh Lộc bảo là chứ bây giờ nó chửi anh thì anh phải đưa tin nhắn lên bằng chứng cho mọi người thấy. Nói chung Thế bây là giờ, em nói này. nhá, bây giờ anh lại hỏi này nhá. Vì sao? Bây giờ hỏi câu hỏi vì sao mà anh chửi. Nhưng mà anh chưa nhắn tin chửi nó nhá, anh chỉ nhắn tin cho em, đúng không? Rồi. Rồi. Thì đặt coi như đặt ra câu hỏi vì sao mà anh lại nhắn tin như vậy, mà vì sao anh phải hỏi đến nó, mà anh không lên trên mạng anh hỏi, anh không lên trên mạng anh nói gì cả, mà anh phải nhắn tin riêng cho em, đúng không? Thì đó, mà lúc Thế đấy đó là lý là do em, vì anh cho anh hỏi sao. này. Anh cho anh hỏi là lúc đó em gửi số anh Lộc cho anh đã gọi anh Lộc chưa? Bởi vì như này nhá, gửi số cho anh đầu Rồi. tiên anh chỉ nghĩ là thôi bỏ qua đi, như em nói với anh tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, thì anh bảo Đúng. thôi thế thôi không gọi nữa, đúng không? Nhưng đến ngày hôm bắt đầu nhá, mấy ngày hôm sau tiếp tục lại như thế, như ngày hôm qua thì spam lại anh rất là nhiều, bảo thầy Lộc chửi anh kìa, mấy thầy Lộc thế lọ thế kia. Thế anh bảo sao lại chửi anh, đúng không? Rồi. Thì đầu tiên phải hỏi đầu tiên là ông đã làm gì tôi, đúng không? Tôi chưa chửi ông đã làm gì tôi trước đã. Bởi vì nhá, một khi đã không thích riêng tính của Đạt này, một khi đã không thích mình hủy kết bạn luôn và không quan hệ luôn, thế cho nhanh, và mình cũng không sẽ nhắc không nhắc đến. Nhưng mà ông ấy lấy cái lý do là mình hủy kết bạn ông ý, thì ông ấy chặn mình rồi, ông ý lên mạng ông ý nói mình, thế là thế nào, đúng không? Nếu thích nhá, đây tin nhắn ngày hôm qua nhắn ở trong nhóm mình vẫn còn tất, được chưa? Cứ ông cứ bảo là bây giờ ví dụ như anh với mày không chơi với nhau được nữa thì thôi hủy kết bạn, thế coi như anh em không chơi với nhau nữa, thế cho nó nhanh. Chứ bây giờ bảo không chơi với nhau thì hủy kết bạn, xong rồi bây giờ lại bảo là thiếu tôn trọng, thì ông đã tôn trọng tôi đâu mà tôi tôn trọng ông, đúng không? Là thứ nhất. Thứ hai nữa, tôi không muốn lên mạng, ông bảo là ông không thích drama thì tôi cũng không nhắc gì đến ông cả. Thì ông lên trên mạng ông show tin nhắn rồi ông nói nọ nói kia, ông cho địa chỉ, thì tôi bảo thế để tôi bay vào để nói chuyện, thì ông bảo là không gặp, thế cho địa chỉ thì làm gì, đúng không? Thế bây giờ này, cái hướng giải quyết của anh như thế nào? Cái Thì hướng với mà anh anh, muốn tới thế cái nào? hướng với anh ý, anh không cần biết là Lộc hay là bên nhà Lộc nghĩ anh như nào thì anh không quan tâm. Anh chỉ cần biết là em là người đứng giữa và câu chuyện như thế nào thì em nói cho mọi người biết, thế thôi. Anh cũng chỉ nói một lần ngày hôm nay thôi và anh cũng sẽ không Rồi. nhắc lại. Và Lộc Rồi cũng bây giờ nói nhá. là, và Rồi. Lộc ở trong nhóm Lộc cũng nói là không thích drama.
không thích drama nên là không gặp anh. Ok chưa? Thì nói rõ một lần thôi, nói một lần hôm nay thôi xong là bỏ qua, có thế thôi. Rồi, Thế mà bây giờ ai ai nhá. là người đúng, ai là người sai? Rồi anh Đạt để em Ai nói là nhá. người gây ra chuyện trước? Rồi anh Đạt để em nói nhá. Rồi, anh Đạt và mọi người cho em xin tầm 10 15 phút đi. Em phân Ok. tích cho em là người em đứng giữa và em hiểu hết tất cả luôn, em phân tích hết luôn. Em phân tích rõ luôn nhá. Thứ nhất đấy là cách đây tầm 2 tháng là anh Đạt có về và cậu Lê Trung Hoàng, em Lê Trung Hoàng đúng không? Có đăng một video là anh đi về, anh sốt, anh nằm và Đạt là Lê Trung Hoàng là lấy cái khăn đắp đắp trán cho anh đúng không? Chuẩn chưa? Rồi, ngày hôm sau là toàn bộ tất cả các TikToker mà kiểu là ghét anh ấy thì đều làm post like cái video là diễn như vậy, giả ốm giả đau để cà khịa anh. Và tiếp theo vô tình ngày hôm đó anh Lộc Phụ Hồ thì anh có kể với em ấy là anh Lộc có đi vệ sinh một lần chín, vẫn có nghĩa là một ngày 9 lần thì đi vệ sinh, có đăng tấm hình đi vệ sinh đau bụng. Thì anh Lộc thì em không biết ý như thế nào, nhưng mà tất cả các kiểu là anti fan của anh ấy, người không thích anh thì comment cho là Lộc đang cà khịa Đạt đúng không? Không, nhưng mà Sau em lần công nhận đó là ngày hôm đấy là anh em mình nói chuyện với nhau và anh cũng đúng không để ý rồi, gì đâu. ok Anh rồi, cũng không nhắc sau gì cả, anh không để ý đúng gì đúng rồi cả. đúng rồi, và anh Lộc cũng có đính chính thêm là anh Lộc cũng có cà khịa anh Đạt đúng không? Sau đợt Thì đó anh là có nhắc gì em đâu. đúng rồi, ok. Tiếp theo nữa là những cái vấn đề mà về comment comment trên tất cả trang báo thì em phân tích cho anh luôn là tất cả anh và anh Lộc đang có, anh hiểu là em hôm qua em có nói với anh ấy, hiểu lầm nó bằng bằng xung đột, hiểu chưa? Hiểu lầm, anh nói với em, anh nói với Rồi Hải như này nhá. Cái hiểu lầm anh bỏ qua đây đã này. rồi Những cái vấn đề bản thân anh. Ví dụ anh không thích em, anh không muốn chơi với em nữa thì anh hủy kết bạn. ừ Không cảm thấy không không chơi được với nhau nữa thì hủy kết bạn thôi. rồi Thì thôi, đấy là cái một cái bình quất rất là bình thường. Anh hủy kết rồi bạn thì là không chơi với nhau nữa. bây giờ nhá, bây giờ Và em nói anh với cũng anh không lên mạng để này. anh nhắc đến hay anh cà khịa. Đúng Rồi không? bây giờ nhá, bây giờ em phân tích cho anh nghe nhá. Anh Lộc có comment là vậy là không đẹp trai mà thầy Lộc rồi ở trong một cái bài báo đúng không? Đúng chưa? Và trên phương diện của anh. Thằng này không đẹp Ừ. trai bằng thầy Lộc. À, thằng Rồi, này không đẹp trai bằng thầy rồi. bây giờ rồi anh để anh phân tích nhá. Thằng chứ không phải là. Rồi ok. Trên phương diện Thì ấy. đang chơi với nhau mà xưng hô như thế. Đúng không? Thì anh bảo anh không thích thì anh hủy kết bạn thế thôi. Anh cũng Rồi có lên ok. anh chửi đâu. Anh có Thì lên anh nói đúng, gì nữa đúng đâu, chuẩn. đúng không? Thế bây giờ nhá. Ừ. Anh Lộc có nghĩa là hôm qua em nghe câu chuyện ấy, anh là có một ý của anh. Anh Lộc có một ý của anh Lộc. Anh Lộc thì anh nói với anh Lộc với cho mọi người là anh Lộc có nói một câu Ừ. là thầy đi comment dạo, anh là người dùng mạng 4 5 năm nay rồi. 4 5 năm nay Ừ. anh comment dạo, kể cả so sánh Lee Min Ho không đẹp trai bằng anh. Đúng chưa? Trên phương Cái đấy thì diện của anh anh Lộc không thì không anh nói đến. đúng rồi, anh Lộc thì có một cái ý là anh Lộc nói là anh comment chơi để dạo thôi, vui thôi không có Ừ. khịa. Nhưng mà anh ấy thì anh lại đang thêm một ý khác, có nghĩa là anh cũng có cái ý đúng của anh, bởi vì là mọi người đang chơi với nhau, kể cả em đang chơi với anh. Tuy nhiên em sinh ra bằng thằng thì anh cũng không thể chấp nhận được. Chuẩn chưa? Tức là mỗi người một Đúng. ý, giống như anh là con số 9, ông là con số 6, đứng ở giữa này, đúng chưa? Mà một khi đã bất đồng rồi, không nói chuyện được với nhau rồi, thì ai cũng cứ đi đúng hết. Anh chuẩn nhá, anh chuẩn như em không? Giống như con số Thì 6 ấy. hủy kết bạn thôi, thì đúng rồi, như Đúng em rồi, nói là hủy kết chuẩn bạn chuẩn không chưa chơi đúng với không? nhau Đúng không? nữa. Là Ừ. hai người đang không cùng tần số nữa, hai người không cùng tần số nữa. Và kiểu gì là người đối phương cũng sai hết. Anh Lộc cũng có ý đúng và ai cũng có ý đúng của anh. Thế chuẩn Ừ. chưa? Rồi, xong chưa? Đó, Thì ra còn có cái xong thì chuyện anh là bảo anh còn cái hủy kết chuyện bạn thì là anh không chơi cùng nữa thì anh hủy kết bạn thế thôi. rồi còn còn em phân tích thêm nữa nè, anh Lộc là một người thật thà không, em Không, cá nhân anh em không nói có với em như này này, cái vấn đề thật thà rồi hay không không? không Như bây giờ mình đi anh cứ thẳng để vào em vấn nói, anh cứ đề. để em nói, Đi cứ anh cứ đi để em thẳng vào nói vấn này. đề luôn, rồi đi thẳng rồi vào thì vấn đấy, đề luôn. Có rồi nghĩa là em nói như anh này này. nhá, anh gì anh nói thẳng đấy, anh không thích nữa là rồi anh hủy kết bạn. Thế rồi thôi, không rồi chơi không không cùng tần số như em nói là hủy kết bạn. Và anh rồi cũng không thế lên bây giờ mạng này. để anh chửi hay anh cà khịa gì hết. Thế lý do Rồi. vì sao mấy ngày hôm nay lên cà khịa anh rồi chơi PK mang anh rồi bảo cái mồm là cái mõm. Thì ông ấy bảo là đấy là cái tiếng địa phương của nhà ông ấy là gọi là cái mồm là cái mõm. Đúng không? Ừ. Thì đúng không? Bảo là đấy là tiếng cái mồm là cái mõm. Thì bây giờ anh hỏi em. Thì 5 lần 7 lượt cứ mang anh ra để chơi rồi réo tên anh làm gì? Xong đến lúc anh nói thì lại anh lại không nói trên live mà anh nhắn tin cho riêng cho em đúng không? Để anh kết nối Rồi. được với Lộc đúng không? Rồi. Ờ, lên trên mạng bảo là đấy cho địa chỉ, xong đến lúc anh bảo để anh bay vào. Có đúng công nhận là anh bảo anh bay vào không? Em còn bảo là thôi Rồi. bay vào. Nếu anh vào thì em mẹ mấy anh cùng vào để giải quyết cho cái việc nó êm xuôi chứ không dùm beng lên làm gì đúng không?
Có đúng như thế không đã nào? Rồi. Thế sao ông này lại cho địa chỉ trên mạng, xong đến lúc bảo vào thì lại bảo là tao thôi tao không thích drama, tao không gặp. Thế không thích drama nuôi tôi lên, tôi lên làm gì? Thì Bây tôi giờ có thích em cũng đâu, biết tôi nói ngồi làm tôi sao hát rồi. không cũng cũng ấy. Bây Tôi giờ ngồi tôi hát nói không chung cũng là nhắc đến tôi. là em đứng giữa em khổ vãi cả trường, là em không biết làm sao hết, mà tự nhiên lại cái tin nhắn đó là em là phải có trách nhiệm. Anh Lộc thì có ý đúng của anh Lộc, anh có ý đúng của anh, nhưng mà anh Lộc ấy, em không bên anh Lộc đưa anh lên, mà anh Lộc kéo tên anh rất nhiều trên mạng, là cái đấy em không đồng tàn, em không đồng ý với anh Lộc. Và kể cả anh Lộc đưa cái tin nhắn của em lên, em không đồng ý, em không đồng ý. Rồi em tin qua nhắn anh em nhắn gọi thẳng anh Lộc riêng, luôn, tin nhắn anh đúng nhắn rồi, riêng luôn. em cũng nói thẳng với anh Lộc là anh Lộc đưa tin nhắn Anh của em anh hỏi, đặt lên, anh nói bây thẳng giờ tự luôn, nhiên anh lôi nhắn em vào mấy riêng. cái drama này, em cũng không đồng ý thật, Đấy. Ừ. đúng. Anh nhắn Kể riêng anh cả hỏi rất đàng hoàng. Thế bây giờ anh hỏi là thế bây giờ ông cứ réo tên tôi 5 lần 7 lượt ông khịa tôi thì có vấn thì là có ý gì? rồi Đúng anh không? còn cho em Đúng kể là này, anh nói như thế không? rồi Xong rồi em bảo anh anh là tiểu nhân với nội kia, tôi nói thẳng luôn, tiểu nhân tôi đéo bao giờ tôi hỏi. Nếu nhanh, tôi cái gì tôi phải hỏi. Nhưng mà bây giờ tôi à phải hỏi, tao hỏi xem là như thế nào. Xong rồi bảo mình là tiểu nhân, ông giơ cả số điện thoại mình lên, bảo lên trên mạng 4 năm rồi mà còn không hiểu về cơ chế của mạng. Thế mà bảo lên là mạng 4 năm rồi. Đúng là rồi lên ok trước nhá. đạt thật. Bây giờ này, cả cả kể cả cái hôm mà lúc nào á em nói, thì kể cả bản thân em khi em qua bên Bình Thuận á, qua bên Bình Định Ừ. em chơi với gia đình anh Lộc, thì cả kể lúc nãy đi xe á, thì anh Lộc với Thúy á, cũng có tâm sự với Ừ. em và nói là nguyên văn nhá, Đạt nó chảnh lắm, Đạt tự nhiên nó hủy follow anh rồi. Xong em cũng có nói một câu là chắc bọn hai người hiểu lầm thôi chứ không có vấn đề gì đâu. Ông Đạt thì tính ông hơi nóng, và tính ông thì cũng cũng kiểu là bố chột, nhưng mà ông lúc tốt tính, em nói thẳng luôn chắc là hiểu lầm gì nhau thôi. Và em cũng nói rõ là cuộc sống này ấy, đúng sai, em sai em xin lỗi anh, và anh sai em phải xin lỗi em, nhưng mà hiểu lầm ấy thì khó nói lắm. Một khi hiểu lầm nó chồng chất lên Thế nhưng rồi thì mà không nói chuyện được. bây Thì giờ nhá, đó. bây giờ anh lại hỏi Hải một câu. Rồi. Ví dụ như em là Lộc đi, anh là vẫn là anh đi. Bây Rồi. giờ hai anh em mình không chơi được với nhau nữa thì anh hủy kết bạn em, có thế thôi. Được chưa? Rồi, Thì anh anh nói cũng này, chẳng nhắc cái gì vấn đến đề là em cả. em Thế em hiểu, anh biết nuôi vì sao. Rồi, anh biết vì sao Lộc lại lôi tên anh không? vì Bởi sao? vì ông đang bị vào kèo, ông đang bị vào chồng. Ông PK với Úc Việt, ông PK với mọi người, và tất cả mọi người đang đổ mũi dìu, đang réo tên của anh. Và trước đó mọi người, ông Lộc đã mất thiện cảm với anh rồi. Xong đôi khi là đang bị cuốn vào cái câu chuyện quá mới lôi tên anh vào. Anh để ý không? Mất thiện Mỗi lần cảm live với như anh anh chẳng để ý làm không? gì để Mỗi mất lần thiện cảm với anh không, cả. bây giờ em nói với anh này, có nghĩa là mỗi lần live với Úc Việt thì ít nhất từ 1 đến 5 lần Úc Việt phải lôi tên anh vào. Vô tình Riêng ông Úc Lộc cũng Việt, bảo thế. mình nói thật mọi người nhá, cứ bảo là ID Việt Nam, tôi xin lỗi. Nếu ID Việt Nam nhá, kiểu tôi giơ số điện thoại lên thằng Hải phải sập, thế cho nhanh. Đấy là thông tin cá nhân, không ai người ta cho sâu thông tin cá nhân lên cả. Các bạn cứ like, các bạn giơ số điện thoại lên xem có sập không. Thế bây giờ em nói này, em chốt này, nãy giờ miên man quá. Nói chung là anh nói thì mọi người đã hiểu ý rồi. Kể cả anh Lộc, anh mọi người cũng hiểu ý rồi. Anh Lộc Xong rồi nói như bảo nào mình là mọi người tiểu nghe. nhân. Và hôm nay anh nói chung đấy là anh nói cũng có ý đúng của anh. Anh Lộc nói cũng có ý đúng của anh Lộc. Bây giờ em chửi ai? Bây giờ em lên em chửi cả hai ông à? Tự nhiên đêm Không qua phải là cũng chửi, em... bây giờ tao cứ lên mạng tao réo tên mày, tao chửi mày đây. Tao Cũng khịa được, mày cho đây. anh bú phem. Đủ mà em đang thiếu phem. Mày bị Em cho điên anh à? Tao đéo bú làm thế được. phem. Cho anh bú phem. Thế không. Bây Không giờ những anh hiểu, anh hiểu này. Anh hiểu nhá. Có nghĩa là anh ấy đang là một cái hiện tượng live stream trên TikTok số 1 Việt Nam, đúng, không ai qua view còn được. Và ông Lộc ấy là một hiện tượng live ở trên Facebook, Facebook fanpage, thì cũng không ai anh vượt có liên được. quan gì đâu, thì Đúng anh rồi, có bao giờ anh ấy ok. đâu. Về thứ hai ấy là em tiếp xúc với anh Lộc rồi, em cũng tiếp xúc với anh rồi. Anh Lộc ấy, có nghĩa là em không biết là anh Lộc có chủ đích gì khi lô tên anh vào hay không. Theo quan điểm cá nhân của em, mỗi khi, tại vì em đã xem PK anh Lộc với Úc Việt của tầm 5 lần rồi, không lần nào dưới 5 lần Úc Việt lôi tên anh vào. Và lôi tên anh vào ấy, anh Lộc bênh thì bị chửi, không bênh thì không sao. Đó, cho nên là với lại tiếp theo là cái phản ứng là bởi vì khi anh hủy follow ấy, hiểu chưa? Khi Thế bây anh đã kể giờ với em vì lý do không? Anh đã kể với em lý do vì sao anh hủy follow ông Lộc rồi, chuẩn chưa? đúng. Chuẩn chưa? Nhưng mà ông Lộc lại nghĩ kiểu khác. Ông nghĩ là anh chảnh, anh khinh ổng, chuẩn chưa? Đúng chưa? Có nghĩa là hai người không nói chuyện với nhau, hiểu lầm nhau, nó sinh ra xích mích. Anh chuẩn chưa?
Anh kể với em là lý do vì sao anh follow anh Ngọc, ông Lộc, bởi vì ông Lộc cũng tôn trọng anh, hiểu chưa? Ông Lộc follow vợ, ông Lộc comment vớ vẩn, nhưng mà ông Lộc lại nghĩ là comment đó bình thường, không có gì đáng để của anh cả. Xong anh follow, chuẩn chưa? Có phải hai người hiểu lầm nhau không? Đó, em chốt lại có chuẩn chưa? Và kể Xong từ cái lần hủy follow rồi đó mới sinh ra lên câu chuyện like như thì vậy. bảo là mình Ừ. chặn. Xin lỗi mình không chặn. Rồi. Ai là người chặn? Đó, em nói em Ai chốt là lại một người câu chặn? này. Em chốt lại một câu là vì cái lần hủy follow đó hai người mới xảy ra xung đột như thế này. Chứ không có, nếu mà nè, và kể cả anh Lộc cũng dở một điều nữa, bởi vì anh gọi điện thoại cho anh Lộc không nghe. Mới sinh ra câu sự như thế này. Đấy, thà như nè, như anh nè, anh nhắn tin thẳng cho ông Lộc. Lộc ơi, anh bằng tuổi Lộc đúng không? Mình không thích đâu, bạn comment như vậy mình không thích đâu. Bạn xóa đi. Đúng không? Chuẩn chưa? Nó là 2 tháng trước rồi, Đúng 2 tháng rồi trước rồi đấy. anh bảo anh không quan tâm nữa mà anh cũng có nhắc đâu, đúng không? Đấy, Bởi nhưng vì mà anh chuẩn nói chưa? này cũng là một lần, anh đây là đạt công nhận luôn, là một lần mình có làm video có lấy giọng của Lộc Vô, mình có lấy giọng của Lộc Vô, nhưng mình làm theo cái video có nghĩa là tính chất gọi là vui thôi. Nhưng mà đây thì mình cũng đấy, mình cũng nói là mình sai, nói thẳng luôn là mình sai, được chưa? Nhưng mình chỉ làm đúng một lần, mình không làm đến lần thứ hai. Đằng này cứ suốt ngày lấy mang tên, bảo không thích được là mà, nhưng mà cứ mang tên mình mang ra để réo hết ngày nọ ngày kia, thì quả đấy là không thích được là mà. Bảo cho nó lên trên mạng thì bảo là cho địa chỉ, xong đến lúc mình bảo để mình bay vào để nói chuyện cho rõ ràng thì lại bảo là không gặp. Thế thì cho địa chỉ mà không gặp thì tôi bay vào đấy xong thì tôi đi về à? Tốn tiền về máy bay à? Đúng không? Còn thật sự với mọi người, như thằng Hải nó đã chơi với tôi rất là lâu rồi. Và tôi đã nói là tôi sẽ làm. Nhưng mà bây giờ bảo là vào mà không gặp thì vào để làm gì? Đúng không? Vào không gặp vào làm gì? Đấy, bây giờ cái câu chuyện về em đã chốt như vậy rồi. Được chưa? Chắc là anh Lộc cũng đang xem live này đấy. Bây giờ thì anh có đôi lời gì anh muốn nhắn nhủ anh Lộc không? Nói chung là Em chốt lại một câu đi. anh không muốn cái chuyện này tiếp tục xảy ra nữa, và hai nữa Rồi. đừng không thích drama thì đừng réo tên anh nữa, và anh cũng không nhắc gì đến Lộc nữa. Ờ, chốt vậy Được đi cho chưa? nó nhanh. Rồi, Thế cho nó nhanh. còn bây giờ Anh là không em thích. đứng giữa lại em. Rồi, anh Và nói tiếp hai đi. nữa là nếu anh em thì chơi được với nhau thì chơi, còn không chơi được là hủy kết bạn, thế thôi. Rồi. Còn hiểu Tí được hủy nhau kết thì chơi bạn được với không? nhau mà. Tí hủy kết bạn không? Tí hủy không? Nếu mày vớ vẩn tao hủy lốt, thất Đúng luôn bất kỳ một đúng. ai luôn. Đúng Nếu rồi. mà chơi bời vớ vẩn là hủy hết. Rồi. Thế cho Thế nhanh, em có tính của anh thì mày có Rồi. thừa hiểu rồi. Mày chơi với anh Thế rất em có lâu vớ rồi vẩn thì với mày anh thừa không? hiểu. Thế em có vớ vẩn với anh không? Chả vớ vẩn bỏ mẹ nên mày chả gài tao vào quả này rồi. Ê, không gài ông nha, không hề gài luôn, không hề gài một tí nào. Này em nói này, kể cả em không chụp tin nhắn đó nữa thì sau này vẫn có nhiều chuyện xảy ra với anh. Kể cả Rõ em không chụp, ràng thế đúng rồi, thì thế thì thế thì vì sao anh chả bảo là mình có, thế thì ta chả bảo mày đấy, những người khác làm mình không quan tâm, anh không quan tâm đúng không? đúng Nhưng mà rồi. đây là một người có lượng theo dõi rất là lớn trên mạng xã hội, mình không nói là mình nói thật luôn, để mà trên nền tảng của Facebook mình không thể bằng được Lộc Hồ, kể cả trên Chuẩn. TikTok à trên trên YouTube mình không bằng được Lộc Hồ, nhưng trên TikTok của Lộc Vũ không bằng tôi. Nên là vì sao anh không nhắc đến? Và anh bảo là nhưng cái sai lầm của một người mà KOL ở trên mạng xã hội mà lên trên mạng. Thứ nhất, réo tên người khác quá nhiều là thứ nhất. Thứ hai là đưa thông tin cá nhân của người ta lên, xong bị sập like, xong rồi lên like bảo là tiểu nhân. Thì tôi xin hỏi là tôi tiểu nhân ở chỗ nào? Và tôi cũng đã không, trên live tôi không nhắc đến, tôi xuống hẳn offline tôi mới nhắn tin cho Hải để tìm cách liên lạc. Và cái cách nói chuyện của tôi với thằng Hải thì lúc nào cũng thế, cứ hỏi Hải nếu thì biết này, lúc nào tôi nói chuyện với nó như thế chứ không phải không, bởi vì hai anh em Không quá thương hiểu nhau rồi. không, anh thì anh có lúc nào đâu, anh lúc nào cũng đàng hoàng với em hết. Bây nè, Nên em là tôi không muốn mà những cái người mà ví dụ như là ví dụ nhá, mà không có tâm ảnh hưởng nhá, mà đấy làm với anh suốt anh có quan tâm đâu, rồi mang anh ra vẽ, biết thừa là cái đấy không có sự thật nhưng mà họ phải làm như thế, anh thừa hiểu
họ phải làm như Bởi vì thế. Nhưng sao? đây là một người, Đúng rồi. đây là một người, đây là một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội và đã ở trên mạng xã hội 4 năm rồi thì phải thừa hiểu cơ chế của mạng xã hội và TikTok cũng như Facebook hay là cũng như YouTube, phải hiểu. Công nhận Lộc có nói một câu là Lộc lên mạng xã hội 4 năm rồi và Đạt mới chỉ được hơn 1 năm thôi. Nhầm ở một chỗ là gì? Đạt lên mạng xã hội được 2 năm rồi nhưng cũng đã kém, vẫn bằng thua một lửa của Lộc thôi. Vẫn bằng một lửa của Lộc. Nhưng vì sao những cơ chế của trên mạng xã hội Đạt hiểu hết? Vì sao Lộc 4 năm rồi mà không hiểu được điều đó? Anh còn kể em nói với anh này, anh biết vì sao 4 năm không hiểu được điều đó không? Ông Lộc nha, em không phải là em ngồi em bênh ông Lộc, với ông từng bị mất kênh, mất nhiều kênh lắm. Bây giờ ông như kiểu là ông không tin được ai ấy. Anh có biết cái vụ drama chủ nhà không? Giao tất cả các kênh với chủ nhà, đến khi ra ngoài của tòa kiện luôn đấy, xong đấy tất cả những video cũ đều ẩn đi hết. Ông Lộc thực ra là ông rất là thật thà, có thật thà, nhưng mà ở em theo em gặp được một lần em cảm nhận là thật thà, không biết là có nham hiểm hay không. Có nghĩa là ông nghĩ gì ông nói đó, ông không thể nào mà ông tin công nghệ như anh em mình được, kể cả fanpage ông không biết chuyện quảng cáo. Pet pet của ông ấy, đội anh em nhà em cầm quản lý cho ông luôn, TikTok rồi là gắn link TikTok shop như nào ông không biết luôn đấy. Cho nên là anh về vấn đề anh nói là không làm 4 năm ấy, ông chẳng biết gì đâu, em nói thật. Mấy năm trước nha, người ta còn quay clip người ta đăng cho ông các thứ luôn, em nói thật. Cái vấn đề này em cắt ngang, bởi vì là ông không biết thật. Thì pet này, TikTok, tất cả mọi thứ ông đều hỏi em hết, Thế mà hỏi tất mà cả không của biết em. mà nên bảo 4 năm rồi xong rồi bảo tao là tiểu nhân, tao đi đánh sập nick của nó. Thế đấy mà không biết, không biết đấy mới bảo anh như vậy. Nếu mà biết thì không bao giờ bảo bảo anh tiểu nhân đâu, hiểu vấn đề Ồ. chưa? Có nghĩa là ông không có biết, ông cứ nghĩ là anh đánh sập nick thật, ông không có biết. vấn đề Đánh vào này vấn đâu? đề vấn đề thì đấy thì Đánh ông không kiểu có biết thì gì? ông vấn đề ông không có biết thì ông mới kêu anh tiểu nhân, còn ông biết rồi thì ông nghiệm ra vấn đề đấy ngay. Ông không có biết về vấn đề này Xong rồi đâu. cả hai vợ chồng mà là ủ ôi thằng này nó tiểu nhân thế, nó đánh sập lick. Tôi mà đánh được sập lick nhá thì những ai khịa tôi những cái bay hết thế cho nhanh Đúng nhá. rồi, Nhưng ông mà không có biết về vấn đề này đâu. nói chung là để mà vấn đề mà để sập lick ý thì nó có nhiều yếu tố lắm. Mình cũng có thể làm sập lick các bạn nhưng cái vấn đề các bạn phải vi phạm cơ thì mình mới tố cáo, mình mới làm cho các bạn sập được. Còn các bạn không vi phạm ấy thì nói thẳng luôn là TikTok cũng chả bao giờ người ta đánh sập thế đâu nhanh. Vấn đề là Đây các bạn này, phải đây cái mặt này, vi phạm. danh sách đen của Các TikTok bạn đây, phải 4 nick rồi. Đây, mặt đây này, lên TikTok đánh sập 4 like rồi. Đây, cái phải nick này vi nick mới, phạm nó thì không người kêu ta đâu. mới đánh bản quyền các bạn được. Ví dụ lấy hình ảnh hay gì đấy thì mới sập được. Hoặc là lộ thông tin cá nhân hoặc bất kỳ một cái gì đấy, còn nhiều cái lắm Rồi, nói thì chung là mới em sập được. chốt thế này nè, em chốt hay nhá. Nói chung em là người đứng giữa, em không không có dạy đời anh Lộc, em chỉ cho một lời khuyên. Tức là hai người ấy cũng là bây giờ thì hầu như đang có là tầm ảnh hưởng lớn nhất là trên mạng xã hội, thì hai người ấy, em nói là hai người không chơi được với nhau nữa, không ghét nhau nữa. Ghét nhau như thế nào nữa thì kể 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 từ bây giờ anh Lộc và Nói vợ chung Lộc có có ghét coi hay clip này, là đúng ghét rồi, hay yêu hay như thế kể nào kể thì cũng nào đừng như thế nôi tên nào. nhau vào mạng xã hội Rồi nữa. ok, thì tốt Thích nhất thế là nào không thì gọi nôi điện tên thẳng nào lên luôn, nữa. hoặc nhắn tin thẳng rồi chứ không rồi anh anh cứ để thế em bảo không thích nói drama. rồi, thế là Thế xong. bảo không thích drama cứ lôi lên mạng làm gì? Bây giờ em biết được ông hậu Lộc thì biết gì em, bây giờ em nói chuyện ông Lộc cũng không nghe giờ sao. Đấy, em chỉ muốn gửi lời vậy thôi. Sau hôm nay thì anh cũng đừng nhắc gì anh Lộc nữa, kể cả người ta comment gì kệ người ta luôn. Và kể Chưa anh Lộc nhắc thì em sẽ nhắn luôn. tin luôn. Mỗi Rồi. ngày hôm qua thôi, có mỗi ngày hôm qua bắt đầu spam anh quá nhiều thì anh bắt đầu anh mới mới hỏi. Anh bảo sao sao lại hỏi anh nhiều thế? Đúng không? Mà anh đang chơi PK với thằng Long luôn, hai anh em đang rất vui. Rồi, giờ xong rồi Nên chưa? là từ hôm nay mình nói rồi nhá, chốt lại. Lộc không thích drama và mình cũng thế. Đừng nhắc mình nữa. Các ông cứ bảo không thích drama cứ nôi đừng nôi tên tôi vào nữa. Được chưa? Và tôi cũng không bao giờ tôi nhắc đến nữa. Xong ngày hôm nay xong thế là chốt. Được chưa? Thế cho nhanh đấy, hôm nào thì hôm nào mời hai anh em vào Đắk Lắk dẫn đi lưới nhá. Rồi đi lưới em nói rồi, 2 tháng nữa cưới em rồi, kiểu gì cũng phải vào đấy thôi. Cưới mày thì nói chung cưới mày thì thôi cứ mừng 50. Năm chục 50 năm nghìn. chục nghìn hay 50.000 hay 5 triệu 50.000, gì cũng được. 50 5 50.000. 50.000 đô cũng được, không sao cả. nhưng mà Tao nhưng quá. mà em nói này, tất cả tại vì cuộc cuộc đời em này, anh cũng vậy thôi, bị hiểu lầm rất nhiều, hiểu lầm cực nhiều luôn.
đúng sai lúc nào giải quyết được, kể cả địch mẹ đúng sai Thì và đấm kệ nhau một cái thôi. được. Ừ, con hiểu lầm nó mới khổ ấy, Ừ. hiểu lầm mới sinh ra ngày hôm nay, hiểu lầm thì em mới lôi lên mạng. Mà anh thấy em có bao giờ em like đâu, vô nó chỉ em Vinacon Đúng. rồi chúng nó gì đây, chúng nó comment là 48A thì 13554 là đường để kính, ui thoải mái, pháp luật Việt Nam cứ bể kính đi. Cái tội phá hoại tài sản của người khác ấy từ 2 triệu À. đổ lên thì phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm Thế, đó. không hiểu Ok đâu. Nói chung là đúng lấy rồi, xe tôi cũng dựng ở trước cửa nhà đấy. cái cứ cứ Khổ ném, lắm. kể cả mình không có bênh ông Đạt và mình cũng không có bênh ông Lộc đâu, hai ông làm cái video lên của Rồi tôi thôi, có bênh thôi. có bạn còn nhắn tin cho mình mà gì? Mày cứ động vào thầy Lộc thì bố mới cắt gân. Này, thật sự nhé, để mà cắt được gân người dễ thế thì có ai chả. Thế thì què cụt hết. Thế nó nhanh. Khiếp. Do ai? Vừa đi Nhỉ? đâu về đấy, vừa đi đâu về đấy, Vừa đi có việc. mình bảo sao lâu lè thế. Rồi anh Lộc, để tí em sẽ nói chuyện lại với anh Lộc, tôi chốt vậy đi nhá. Nói chung Bây giờ này là không thích drama thì đừng nhắc nhắc đến nhau thế thôi. Anh cũng không thích ai nhắc đến anh hết. rồi, ok thôi em chào cả nhà nhá, em xuống like nhá, Ok, bye bye anh bye nha. bye mọi người. Ok. Ok. Đến gia đình nhà mình nhá. Bất kỳ ai khịa em hay bất kỳ ai làm video khịa em hay như nào thì mọi người kệ đi, đừng khịa lại nữa. Khịa lại thì hóa mình bằng người ta, đúng không? Mọi người đừng khịa lại. Khịa để làm gì? Chẳng có cái ý nghĩa gì cả. Thế là nhà mình lại mất vui, đúng không? Xuống dưới like, gọi điện thế cho nhanh. Chứ đừng khịa ở trên mạng xã hội. Mọi người ở trên mạng xã hội chỉ để cho mọi người vui thôi. Em chỉ muốn mọi người vui thôi. Còn đừng khịa nhau nữa. Mọi người cứ bình thường thôi. Còn bây giờ hát tiếp nhé mọi người. Coi như chuyện này xong. Và từ bây giờ ai khịa em hay ai ghét em kệ người ta. Mình không có quyền bắt người ta phải yêu, bắt người ta phải làm theo ý của mình được. Nên là mọi người cứ làm những video vui vẻ thôi. Đừng khịa ai hết, ai khịa kệ người ta đi nhá mọi người. Nhà mình phải văn minh lên. Còn thích thì xuống dưới like nhá. Cảm ơn Hồng Cấm, cảm ơn mọi người, cảm ơn gia đình nhà mình.